Thưa quý vị, đến ấp Bắc xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa hỏi nhà máy xay rác mua bán gạo Minh Trọng thì ai cũng biết, bởi gạo tại đây luôn đảm bảo chất lượng, có uy tín. Không những thế, người chủ nhà máy này còn được người dân địa phương yêu mến vì có tấm lòng nhân ái. Nhiều năm qua, anh Lê Minh, chủ nhà máy xay rác mua bán gạo Minh Trọng, thường xuyên giúp đỡ, trao tặng quà cho người già neo đơn, người nghèo địa phương. Bên cạnh các chính sách được hưởng theo chế độ người có công của nhà nước, 10 năm qua đều đặn hàng tháng, bà Nguyễn Thị Dần, 85 tuổi, vợ liệt sĩ, ngụ tại ấp Bắc, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, còn được nhận 10 kg gạo do anh Lê Minh, chủ nhà máy xay xác mua bán gạo Minh Trọng, trao tặng. Không nhận thì không có ăn, mua, không cho đó, rồi đi mua, mua lần nhiêu hãy có tiền mua 10 kg, không có 5 kg, không có 3 kg, 2 kg, vậy à. Có tấm lòng nhân ái sẻ chia, nên anh Lê Minh thường xuyên tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội. Hàng chục năm qua, anh đã tích cực đóng góp tiền, quà cho các quỹ, các phong trào, cuộc vận động vì người nghèo do các đoàn thể mặt trận địa phương phát động. Hưởng ứng cuộc vận động, mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo do Hội Chữ Thập Đỏ xã Hòa Long tổ chức. Từ năm 2008 đến nay, anh Minh nhận hỗ trợ định kỳ mỗi tháng 10 kg gạo cho 2 trường hợp người già neo đơn, người nghèo trong ấp. Không chỉ hỗ trợ gạo, anh còn thường xuyên đến thăm hỏi động viên và có những giúp đỡ kịp thời khi các cụ gặp khó khăn. Có 10 kg gạo này là cháu nó cho cũng đỡ, còn không có thì cũng phải đi kiếm đi mua, ai đi làm cái gì kiếm ăn chứ có đâu dư. Thì có nó thì cũng đỡ thời gian nào, còn sống thì đỡ, còn chết thì thôi. Cái đó là sự con cháu nó biết thương này nó cho thì cũng còn tốt. Hàng năm, anh Minh và gia đình còn trao tặng hơn 500 suất quà cho người nghèo, người già neo đơn của địa phương. Khi mình làm được một việc gì đó mà giúp ích cho mọi người, cho những người coi như là khó khăn thì mình cảm thấy rất là vui vẻ và cảm thấy lòng rất là thanh thản dễ chịu. Sẽ tiếp tục làm, nếu những người coi như là còn coi như là những người nào mà gặp khó khăn mình vẫn tiếp tục mình làm và coi như là ủng hộ cho đến khi coi như là hết đời của họ. Câu chuyện của anh Lê Minh tại ấp Bắc xã Hòa Long là minh chứng cho phương châm sống hạnh phúc là cho đi.